Oh yeah. Sáng tinh mơ còn đang ngao ngờ khi một tình nhắn đến bất ngờ. Làm gì đây vào giờ này, mới 6:25 bận tâm gì ngay bây giờ, ngoài cầm bác có giấc mơ. Oh what, hey yeah. Đi cà phê, do you want to? Đi cà phê, ok let's go. Đi cà phê tới ngay bây giờ. Đi cà phê, hey yeah yeah yeah. Đi cà phê, phóng xe ra đường. Đi cà phê, dắt xe lên lề. Đi cà phê kế bên công an phường. Ayo, đi cà phê man, khi Sài Gòn còn đang mê, say trong giấc nồng hay chất giọng toàn tăng lê. Ghé bên kia đường là một ổ kem ba tê, cho tụi mày biết có nhiều điều còn làm ta phê hơn là chúc mừng 420. Cà phê gần ngay nhà tôi, thôi mình đi Nico. Làm quen thật quen từng con đường, mình say mà không cần men. Có cái deal you are, there's more to do with 15 grand. Create something better, yet debate something. Tin những gì mình nói, đánh thức được nhiều điều hay trong mình. Thế giới bao la đâu như là mình thấy trong hình. Part of the picture, nghe cũng thích ha. Xác định chưa bữa nào là bữa nào. Bố cho mày 5 phút, anh em mày đang đứng đây trước cửa rào. Má thề, hẹn cà phê mà làm thế ghê. Chạy thì đường muốn xúc bắp dễ phi tới nơi cái tụi nó về. Dễ quê chứ đủ cà phê. Do you want to? Đi cà phê. Okay, let's go. Đi cà phê tới ngay bây giờ. Đi cà phê, yeah 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 yeah. Đi cà phê, phóng xe ra đường. Đi cà phê, dắt xe lên lề. Đi cà phê, giờ dắt xe đi về. Thiệt sao? Thiệt sao? Ông chủ, lấy giùm ly nước ngọt, khách gọi nước ngọt. Đủ mày đứng dậy, bước lẹ lướt gọn. Nhìn về trước mặt, nhập sức lập tức dọn lẹ. 1 phút 30 giây, tao muốn thấy nó gọn ghẻ. Đừng để nói lời khó nghe thiệt. Mỗi sáng tao thiền, cầu tụi bay mạnh khỏe. Đủ mẹ bớt tốn tao tiền. Tao thương tụi mày, không cất ra thành tiếng. Cầu cất trong tủ kiến, chờ ngày lành linh thiêng. Mình bớt giận, bố già bớt giận. Được rồi mấy đợt, ông nóng lạnh bớt chợt. Lại làm quá rồi, sắc mặt tái nhợt. Từ hồi bất thành tái hợp, ăn trái đắng thay cơm. Chứ vậy mày là thằng nó nhỏ lớn nhất hành tinh này. Thì bỏ đi dùm một cái đi. Thôi nhưng thằng anh này xin mày. Ông chủ ơi thôi bớt nóng, thằng nhóc nó bớt làm tính bậy. Thằng anh này không tôi ấy nấy. Ông chủ anh niệm tình nương tay. Nó là nước ngọt, khách gọi nước ngọt. Đụng mày biến lẹ, thoát tầm cái thước do người ta. Tao mắc nợ mấy ông thần nước ngọt. Thôi đi check dùm coi còn mấy thùng nước ngọt. Chết hết rồi, không còn nước ngọt. Ông chủ ơi chết rồi, khách gọi nước ngọt. Mà hôm nay Tết rồi, mấy tiệm nước ngọt nó nghỉ hết rồi. Thôi ông mèo nước suối đã. Ây ơi, giờ tiệm em không còn Coca. Giờ tiệm em không còn Fanta. Giờ tiệm em không còn Pepsi. Không còn gì. Ây ơi, giờ tiệm em không còn Revive. Giờ tiệm em không còn Sprite. Giờ tiệm em không còn Sexy. Không còn gì. Ây da, xin lỗi nha, xin lỗi nha. Mấy thằng nhóc nào không biết điều. Cô người lớn cô đừng có dỗi nha. Mà ngồi yên, một lon soda, hai tẩy. Tới đây liền cho cô giải khát. Khát họ trôi chảy nơi dây chuyền. Ê, bước ngó bước vô buồn rồi đấy là liền. Trong tủ lạnh bên hông tủ kiến có lon sexy tôi để ra riêng. Nhớ lấy dùm ly đá, xin đừng đi lâu quá. Lẹ lên dùm một xíu chứ có cũng được một phiếu cho mắt người tao. Đi trong bực dọc, tao muốn ông thấy được là tao đi trong cực nhọc. Cha già hát thịt nhiều khi tao thiệt cọc. Mắm muối nhiều người khen tao miệng độc. Đừng để tao trù nha. Ê, có cái gì đó ở ngay sau tủ. Bàn tay lai lén mới bấy nhiêu đây sao đủ. Lập lè mà loáng loáng nên được bóng đêm bao phủ. Chính là nó rồi, chìa khóa sơ cua tủ kiến. Nước ngọt cả lội nước ngọt. Nước ngọt cả lội nước ngọt. Trước mặt thấy một bước ngoặt. Bơi ra biển lớn, bơi ra biển lớn. Nước ngọt em thật uống với anh một chai nữa. Hơn là uống Henny đi hai cửa ha. Cơ hội đó em có thừa. Mấy thằng nhóc đánh em đẻ cho một lứa. Thôi bớt giỡn, cô hai bớt giỡn. Em nói thiệt chứ đâu có nói giỡn. Em chỉ mong là anh hứa, đừng có nghĩ tới em nữa. Nước ngọt, ông chủ ơi nước ngọt tới. Thì lẻ chân lẻ tay đừng để nước ngọt đợi. Còn thằng nhỏ vô trong lấy giùm tao cái thịt mời. Khi mà tao tới nơi là hai thằng xong xuôi khóa cửa đi về. Không hề lề mề về tao bước vô trong. Đúng như lời ổng về tao thấy cái tiệm hồng. Đứng canh kỹ đàn ông vừa đi khỏi cổng. Là anh em mình thanh lý tất cả mọi thứ ở trong phòng. Dắt chiếc ếch sắt mà còn dướng cái két sắt. Ê mà thôi tao nghĩ lại coi như mày nể mặt. Nể mặt con cặc nè, quá trễ rồi. Cây bén rễ rồi. Cầm chìa khóa mở tủ lấy cái cà vẹt. Ôi easy, chen chú chen anh thấy cũng easy. Em ơi trong ly này không còn tí gì. Ngày vui mà anh muốn thấy nó thi vậy. Không có nghi kỵ thêm ly. Em bước xu
mong 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 anh biết chứ. Đâu thể nào vậy hoài chuyện quá khứ, đâu thể làm ngày dài này trôi đi. Nhanh hơn con tim anh lên cơn khi thấy nước ngọt. Còn đến đây ngoài thề mấy thằng nhóc này ăn đòn thì mềm thấy. Bất chợt thấy nét mặt trắng bệch, thấy chiếc xe ít hắt, thấy thằng nhỏ leo lên nước ngọt. Nước ngọt về một đống á, còn phải dắt xe ra đằng trước á, để trong á cho nó rộng á. Mà xong chủ về sớm giữ á, đám cưới vui không. Hôm bữa con thấy cái tên quen quen trên tấm thiệp hồng. Quần mất dại, coi như tao thất bại. Nuôi ông tay áo mà cứ tưởng ruột ra chân tay. Cút xéo, đừng có tưởng tao thương hại. Tao còn định tính cho tụi quay con đường tương lai. Bớt giận, ông chủ bớt giận á, lại làm quá rồi. Để sắc mặt tái nhờ cả thôi bớt xỉn. Bố già bất tỉnh. Ê, nói gì đi chứ đừng có giả bộ làm thinh. Ê, tao kiếm được rồi. Cà vẹt đồng hồ hộp quẹt Zippo. Làm muốn chở mẹ luôn cái tủ lạnh giá mà xe có chỗ. Còn giấu cái gì trong cuốn sổ này là sao? Hai bộ hồ sơ nhập học cho mày và tao. Hả? Thì sao mà nhớ nó có được kỳ ngò. Nó khác với mày và tao, người trước nó có hàng đàn. Yeah, nó sống đàng hoàng. Nó nghe nhạc Việt rap nè, real Việt rap. Thời miền Nam còn theo ACD, tiêu diệt swag. Thời mà flow còn khủng bố khi niềm tin được củng cố. Một lần VDK ra track, bắt từng thằng về đúng chỗ. Thời làm show chưa cúng tổ, real recognize real. Yeah, tiền bạc thì túng thiếu như thừa năng khiếu và IQ. Giờ trên tay một đống vé xem một bộ phim không ai chiếu. Lời nó nói đâu thiếu người nghe, chỉ là không một ai hiểu. Dòng tâm tình ứ động ở trong căn biệt thự trống. Trên tay đâu còn vàng bạc, âm nhạc này có như không. Nó muốn được tái sinh trên đường phố, nó muốn hustle. Nó muốn được nếm mùi đời trên từng cây số. Nó muốn mình thôi được. Có nhiều tiền, có nhiều quyền, để phần đời còn lại là sướng như tiền. Và thời gian không cho phép để kiếm thêm một phiền. Một buổi sáng phải đống cảm giác này, đốt điếu thuốc cũng khác mày. Mong hôm nay mình gặp mày đẹp mặt kiếm nhiều tiền. Chính đặc quyền ngồi làm nhạc với một đống mua tiền. Mùi cỏ hoa bay trên phố mới ngó qua lại ghiền. Một buổi sáng phải đống cảm giác này, đốt điếu thuốc cũng khác mày. Giờ nó chưa có tiền, chưa có nhà và chưa có xe. Thưa với bà nó chưa có vé để mà rước con gái bà liền. Người thằng nhóc này hiền, ai có dụ cũng không có nghe. Uống rượu cũng không có té, dù nó lớn lên không có mẹ. Thì cũng sáng ngồi quán nét, chiều đi bán thấy càng chán ghét. Mấy thằng chó ngồi phán xét, mấy bài nhạc nghe cho vui để cho có mà tái phét. Với thằng bạn chân ở trong địa bàn, in the real gang. Liệu cái mạng mình điêu hàng, giữa cuộc đời điên loạn tìm nơi lui tới liên hoan. Bật bài nhạc của DCO cho mọi cuộc chơi viên mạng. Hey, nine five cho thoải mái, feel và chiêu miệng mạng. Hip hop save my life, mọi khổ ải tiêu tan trong phút chốc. Và DJ đã chơi bài nhạc cuối, về với thực tại đen đủi. Vừa cái lúc mình đang vui, rút vào một xó. Chắc ơn trên không dòm ngó, còn được sống nó chưa từ bỏ. Còn cả đống thứ phải lo, như là hiếm nhiều tiền. Chính đặc quyền ngồi làm nhạc với một đống mua tiền. Mùi cỏ hoa bay trên phố mới ngó qua lại ghiền. Một buổi sáng với đống cảm giác này, đốt điếu thuốc cũng khác mày. Nó phải có nhiều tiền, có nhiều quyền, để phần đời còn lại là sướng như tiền. Và thời gian không cho phép để kiếm thêm một phiền. Một buổi sáng với đống cảm giác này, đốt điếu thuốc cũng khác mày. Mùi cỏ bên bên luôn thơm hơn nhiều mùi cỏ đang say. Và nó tin những gì nó thấy hơn điều nó có trên tay. Giờ âm nhạc chỉ là lối thoát đi khỏi lo toan thường ngày. Người lo tìm tờ giấy bạc, người lo tìm tờ vé lên mây. Chưa bao giờ là đủ, cuộc sống chưa bao giờ là. Những điều mình càng ấp ủ thì càng lâu phải mờ. Bước ra khỏi phòng thu, về tư thế phòng thủ. Tăng hứng thú cho bất hận thù, trước giấc ngủ ngàn thu thì mình.
thu và tháng ngày tranh nhau coi thằng nào hay để được có được gì, có được gì ngoài thời hạn cho thời khắc phân ly. Tay cầm mai đưa lên ngực trái thấy nó đang thầm thì làm gì khác với đông cảm giác này, khác với đông cảm giác này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trở lại với tổng đài quen thuộc là 1900 2128 chọn nhân số 9, và chúng ta sẽ làm quen với một bạn thính giả có mã số kết bạn là cảm nhận với bất cứ ai từ chủ nhật cho tới thứ hai, được hay mất, được qua tất cả vất vả nhất, chủ ngày còn lại là tìm ra được nhịp ta thường chọn để bước cho kịp ra đường. Cả đúng thì giờ mình mượn để mà phóng đi tìm. Dừng cảm nhận với bất cứ ai từ chủ nhật cho tới thứ hai, được hay mất, được qua tất cả vất vả nhất, chủ ngày còn lại là tìm ra được nhịp ta thường chọn để bước cho kịp ra đường. Cả đúng thì giờ mình mượn để mà phóng đi tìm. Ok, là mấy giờ rồi? Giờ chắc gần sáng mà lại phải gác lên môi, nhìn đứa thuốc dần tàn cho đến khi rác cả phổi. Nghe chủ hàng gọi trách cả đội, ba cái tội là nhách cả tối. Khi nhìn lại giày cùng rách cả đôi, vì bước ra đường từ năm 13 sẽ nhớ nhà nếu còn nhà để nhớ. Lớn lên cùng người lạ những gốc Biên Hòa, quá thật thà để mơ. 4 năm đầu đi phụ vàng, 2 năm nay đi cụ vàng, tương lai không gì để bàn, còn quá khứ không đáng để mang. Theo bên mình là vài bài nhạc cái chắc phải chán nhất hành tinh. Dù gì chỉ nghe để giữ mình tỉnh cho khỏi ngủ quên giữa hành trình. Non stop cực mạnh cho nhau nghe, rồi kiểm đồ lạnh ở sau xe. Nuôi con heo để con kiếm vé về thăm tụi bạn cho kịp hè. Năm sau cùng vào đại học, nếu cuộc đời không lao phải dốc, những thằng đàn ông thì sao phải khóc. Gánh những không từng bao tại thóc, nhưng bao nỗi lòng còn đau phải không. Đêm rồi ngày làm sao để xong chưa kịp được 9 giờ tối. Khi chân đợi mỏi bao mụ phiền ngỡ trôi đi khi nó nghe được đài. Alo. Ghiền tai nghe để lấy xong, xương đã buông nhưng thấy nóng động lại trong mình ta. Từng dòng thông tin đầy triển vọng, nhiều lúc đó không là viện vong. Bấm số 9 và đợi máy, hôm nay thật khác với mọi ngày. Tóc còn cắm cuối ghi và chép lại từng mã số tới mọi tay. Ngoạch ngoẹt và dòng từ bạch, gạch đầu dòng thật nhanh lên tờ giấy. Đôi điều cảm nhận được về bản thân, liệu có xứng với đầu dây bất kỳ. 4 năm đầu đi phụ vàng, 2 năm nay đi cục vàng, tương lai không gì để bàn, còn quá khứ không đáng để mang. Chỉ đâu còn điều gì khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Dừng cảm nhận với bất cứ ai từ chủ nhật cho tới thứ hai, được hay mất, lượt qua tất cả vất và nhất, chủ ngày còn lại là tìm ra được nhịp ta thường chọn để bước cho kịp lên đường. Cả đúng thì giờ mình mượn để mà phóng đi tìm vé xe tới lần thứ mấy trong tuần rồi. Nhìn quanh thì chỉ còn đúng một chiếc duy nhất trên sân thôi. Viết tờ đơn làm cớ mất đôi mắt về đêm như mờ dần thôi. Có bực cũng đâu có nợ dần, ai cũng nợ bản thân một chút thời gian trước khi vào cách làm và ngay sau đó để bớt một phút thở than. Thôi thì thà lên mạng đổi lấy âu lo, ông đi chút kẹt tàn, chút kẹt tàn, chút kẹt tàn. Tiện thằng em sẽ quen ra khỏi cổng, một ngày lao động cũng xong. Dạ một vòng tia Sài Gòn về khuya, khắp các mặt đường kia ánh đèn vàng còn lia. Trên bàn nhậu là bia ó ra mật còn chia. Mồi không còn trên dĩa, tôi uống cho xong rồi về. Mình về tới nhà chỉ cho không đã cần 2 giờ sáng. Nhìn hôm nay là thành hôm qua, im lặng chào ngày mới đã sang. Vẽ khách sự hoạn bét lên trên microphone. Tôi với nào một đồng, phòng thì im như thông. Thông mà không một dòng cũng giống với điều mình mong. Mà just some time alone. Anh từng nghĩ mình không cần ai hết, sống cứ như ngày mai chết. Những lần mình cho mình đúng thì cũng là lúc mình không thể sai hơn. Chính như lần sống để tắt tiếng lòng mình bật cái mic lên. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vẫn đồng hành với nhau trong chương trình này. Rồi buổi tối hôm nay, bây giờ đây thì chúng ta vẫn được nhịp ta thường chọn để bước chưa kịp để đường cái đông thì giờ mình mượn để mà phóng đi tìm tình thương. Với nhau thông qua tổng đài quen thuộc là 1900 2128 chọn nhánh số 9. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục kết nối với một bạn thính giả nữa nhé. Bạn này thì có.
đang yêu thương cuộc đời thật nhiều nên quên. Hôm nay em bỗng nhận thấy em đã luôn một mình. Em về mỗi đêm. Vì con xe qua cả trăm cây số, mưa đang bao vây hàng cây con phố. Thời gian như tan trong một kính đồng hồ. Tay trên ga trong phút chốc ngừng rồi để trôi đi. Và ngày mai chưa tới, trên tivi là dòng tin không mới. Và mong sẽ trong một diễn biến kịp thời, đời ban cho em một liều thuốc tuyệt vời để quên đi. Quên đi em mà, để mình được quên đi. Quên đi, quên đi. Có quá nhiều suy nghĩ trong tâm trí, đêm về tay vắt lên mắt nhâm nhi. Để dưới gối là những cơn mộng mị, và nghe bên tai như có ai thầm thì. Thấy từng phút như từng lúc chậm đi, tay miên man lấp đầy trang nhật ký. Bằng những cảm giác không bộc phát tức thì, về chuỗi ngày tháng không hề đáng được ghi. Đã là tháng thứ bảy, bài nhạc cuối cùng hay, cũng là lần cho em được vui chọn ngày. Như bộ phim không còn chứa đựng những thông điệp, em tìm kiếm từng lời thoại như đang gửi lại điều em giấu ở trong tim. Như đang viết về em, như cố giết được em. Ảo giác giải thoát chưa từng biết mà thèm. Nhưng mà nhìn kìa em, nắng lên rồi, tự nhủ mình phải cố gắng lên thôi. Không sợ si nam mô mà mình người quan tâm chi. Nam mô em mỉm cười đã chân đi. Nam mô không nhờ là nó có hết tâm tư trong đời. Nào không sợ si nam mô mà mình người quan tâm chi. Nam mô em mỉm cười đã chân đi. Nam mô không nhờ là nó có hết tâm tư trong đời. Em sẵn sàng bỏ tất cả để cắm một bông hoa đáng giá có 10.000. Sao con bảo cái tàn phá em quyết tâm lấy hết tất cả chất đống cạnh các bạn là em ôi những bản ngã. Xếp vào một góc những điều từng chắc chiêu. Em vẫn yêu em, vẫn biết yêu cuộc đời thật nhiều. Mà em ơi, chứ không bảo luôn là mình yên trôi. Cho không bảo luôn là mình em thôi. Có điều thuốc chứ chăm em thà đặt trên môi. Thay lời khi hôm em thăm anh trên ngọn đồi. Bông hoa em mang đã hứa lâu rồi. Lấy những can đảm mình nhìn lên trời. Gió nổi lên rồi, mình phải đi thôi. Vì con xe qua cả trăm cây số, mưa đang bao vây hàng cây con phố. Thời gian như tan trong mặt kính đồng hồ. Tay chim ga trong phút chốc ngừng rồi. Để trôi đi, trôi đi. Trôi đi, trôi đi, trôi đi. Anh cũng từng như em, gặp cơn bão này cũng muốn dừng như em. Anh là người cũng đơn thuần như em, đời không được đẹp như phim mình hay xem. Anh cũng từng như em, giam mình trong phòng hết cả tuần như em. Đón như sinh nhật không ai mừng như em. Và hết điếu thuốc này thôi mình dừng đi em. Nó cũng từng như anh, uống rượu cuốn cho ngày dài quá nhanh. Lướt cao tốc không buồn gài thêm phanh. Con tim ngồi lạnh trong hình hài mong manh. Tên nhau được bao lâu đã mới đen trên đầu khi từng đợt nắng đang lấp lánh đằng sau. Có lẽ em đang yêu thương cuộc đời thật nhiều nên quên. Hôm nay em bỗng nhận thấy em đã luôn một mình. Em về mỗi đêm. Thắp sơ si nam mô mà mình lại quan tâm chi. Nam mô em mỉm cười đã chân đi. Nam mô không nhờ là nó có hết tâm tư trong đời. Nào thắp sơ si nam mô mà mình tâm chi. Nam mô em mỉm cười đã chân đi. Nam mô không nhờ là đã có hết tâm tư trong đời. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất về anh em phi đa đường đi chưa kịp chờ chất ở mới nhất cái mông lên còn không nước phóng tên gặp mặt ta còn nướng khét cái trong mình không biết tao còn lại bao nhiêu không nói nên lời thì cần gì cao siêu có nắng trên đầu lá xanh màu đốt một điều vẫn đi tìm tình yêu yeah. Con lùn nó cho tôi nựng chắc gần 5 phút bước xuống giường tóc thấy hoàn hảo không cần chăm chút và một ly trà nóng và nhịp beat gan ngang để cho tao biết sẵn sàng yeah. Nếu một ngày tôi dậy sớm ít nhất là phải trước 7 giờ để cho tụi bạn trên sân khỏi nhăn nhó vì ngồi chơi này giờ vào game là 3-peat 0-2 LA Lakers bước ra trường trên có xe hiếm để đủ giấy tờ. Wow. Sài Gòn hôm nay 27 độ C đi sao check để con mai cực căng không đồ trễ đi dọc bùi viện không đứa nhỏ nào quên đường về với âm lượng vừa phải là vài bài nhạc miệng chê ngày đẹp trời vì thằng táo làm nhạc vui show càng thêm đông vì hater đủ tuổi đồ liu san six nine vừa mới ra bật cuối album mình lên kệ ngó cái bóp về cuối nên tao phải nghiêng nghiêng qua bên phải cậu kiên ngồi bên trái cậu bảo cười khoái khoái kéo một bi thiệt dài còn nhóc an gà mái nên đã biến thành gà trống thiến nó giờ chứ nói thiệt thì đám nhóc có triển vọng riêng yeah tao biết mày làm được mà mấy đứa nhỏ không rõ tiếng anh thì rap tiếng việt nghe cũng mượt mà viết điều mình hiểu và phải viết thiệt nhiều một việc rap một tình yêu yeah. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất về anh em phía đường đi chưa kịp chạy
chất ở mới nhấc cái mông lên, còn không nước phong trên ngập mặt ta còn nướng khét cái trong mình. Không biết tao còn lại được bao nhiêu không nói nên lời, thì cần gì cao siêu có nắng trên đầu lá xanh màu dục một điều và đi tìm tình yêu. Bởi vì không ai thiệt thòi, tất cả sẽ kịp thời, đâu cần mình biết hết, chỉ cần hip hop là bắt được nhịp đời. Từ khi chưa ai biết tới, chẳng có nhiều tình tiết mới, đem một lần tuổi trẻ tin đam mê và thành công việc rồi. Biết là mình cần thử cho bản thân này thêm vài cuộc sống, từng chọn hết đúng sai mà cũng nhiều thằng muốn được giống mình, còn lời được mấy thằng bạn cùng tụi nó lớn lên. Tới giờ chưa kịp hưởng mà chịu đau đớn bên nhau, chỉ cần lựa chọn mình phải hiểu mình sao cứ buồn. Còn sống là chưa tròn nên phải dặn mình tha thứ buồn. Đâu cần dành thời gian để biết thằng nào cặn kẽ, nhưng phải hiểu được thằng anh em, thằng hát, thằng bè. Cảm thấy mình tự do, không gò bó, thích là đưa tay nên chỉ cần mình bật beat, đầu lời gật tiếp, nghe tất cả bằng tim, tưởng tượng con người thật viết. Ai cảm thấy mình tự do, không gò bó, thích là đưa tay nên chỉ cần đợi bật beat, đầu lời gật tiếp, nghe tất cả bằng tim, tưởng tượng con người thật viết. Mỗi lần mở mắt thêm lần nữa, còn trong xã hội này thì mình còn xứng đáng thêm lần nữa cơ hội để đổi thay đi. Đừng ngừng mong mỏi baby, tự đặt câu hỏi ngay khi tất cả sẽ tốt thêm được một xíu và trong mỗi ngày vì hôm nay là ngày tuyệt vời nhất. Yeah, anh em phi đa đường đi chưa kịp chết chất ở mới nhấc cái mông lên, còn không nước phong trên ngập mặt ta còn nướng khét cái trong mình. Không biết tao còn lại được bao nhiêu không nói nên lời, thì cần gì cao siêu có nắng trên đầu lá xanh màu được một điều và đi tìm tình yêu. Ok ok yeah. Mới ngủ dậy khởi động đầu óc một xíu nè, tính phỏng một bài toán xem một năm mình ngủ bao nhiêu ta. Một cái danh 8 tiếng cuộc trong trăng chỉ để nhắm mắt, một tháng là 240, 10,000 ngủ mình nắm chặt, nhân 12 là một năm ta mất 120 ngày. Thế là được 4 tháng ngủ rồi, mẹ định sẽ cười mây. Về gió đi đây về đó giải quyết tất cả những buồn vui. Mẹ thấy bàn tay này có bắt kịp mộng mơ mình hay bảo ngày ấy hay hao 7 ngày đó một tuần không. Đừng có để thói quen bó buộc mày những cái quần thất bại sẽ theo đuổi mày đấy rồi bám theo đẩy mày đuối trong chính hoài bảo mày sẽ buông thả. Biết ngày hôm qua thành ngày cuối tập thể thao, giờ thứ ba ký được con ma túy được đẩy lùi. Ngủ ít lại để hứng trọn hết ngày vui, không mau nhất mong lên tao cho nước phong tên ngập thằng nướng khét ở trong mình. Và với tao ngày tuyệt vời nhất là khi không nghe người thân anh em mình than rằng vất vả, một khó khăn đến từ đam mê vật chất được san bằng tất cả. Lao ra đường từ sớm bật con biết đâu gặp tới nắng, mở đêm mua người lắc một cái phủ gánh nặng ra khỏi vai. Không để guồng quay công việc đuổi chạy tháo luôn cả ủng, không để mưu mô cuộc đời đâm mình thủng luôn cả áo. Ngày nào không làm nhạc cùng bè bạn hóa kiếp một lũ điên như nhạc sĩ Thanh Tùng, ngày đó trái tim này không ngủ yên. Nếu anh nói anh vẫn chưa phê là thật ra anh đang dối mình, nếu anh nói anh đã phê rồi là thật ra anh đang dối em, nếu anh nói anh vẫn chưa phê là thật ra anh phê vãi lồn, còn nếu anh nói anh đã phê rồi là thật ra anh phê. Trên con xe đầy xăng băng qua những cung đường từ ngày đều rám màu nắng, khi xa rời phố thị hình bóng mình ám màu trắng. Bắt đầu vào công việc bằng những cái list thật dài, đâu có gì là khó khi biết mình viết cho ai. Anh viết cho anh hay anh viết cho em, cho những ngày đã qua và những tháng năm còn lại. Cho mấy thằng anh em tao bước trên đất Sài Gòn, phong cách sống là chơi luôn coi sao. Lớn lên cùng việc rap có kỹ tác để coi như ngôi sao, nhưng có tất xấu phải bỏ vì mấy thằng nhỏ nó còn nên nói tao. Chơi cái game cầm nét nhất là F3, anh rap nghe chiêu mà rap chắc mày thét la. Anh lướt qua em như ru như là Tesla, anh rapping real slow cho mày chép ra ngắm như là phép lạ. Cho tôi xin một beat một mic, trên đời đâu ai biết một mic. Nếu bị mất thì liệu có quên mình từng tồn tại. Từ con tim đi lên đôi tai là lời mình rap. Yeah là mình chứ không phải thằng nào khác. Cuộc đời như đang vào nhạc theo một cách lạ thì nhớ, qua rồi thời cứ lạ thì chất. Thời còn đem cái flow đi cân bác, những thứ còn lâu mới cần. Rồi sau mấy lần mình đau, rồi sầm tripping on my ego. Nhốt mình trong căn phòng ngày đổi đêm như trong casino. Thời gian phải nút mới trôi, tưởng là thuốc nhưng là placebo. Thấy được mình trong từng lời nhạc từ chú ba hay people. Đùa đi đâu xa mới mong được về nhà, mới mong được kè ca. Đôi óc tỉnh táo vẫn định
khao chưa cần phê pha. Lớn thêm một chút chỉ để quý từng phút mình sống. Từ con tim nên cuốn họng nhạc vẫn nóng phóng phần không chung. Anh chỉ sợ không bắn thì không trúng. Trong đôi mắt mình không cùng một bức tranh hay một viễn cảnh. Yên lặng thay bằng chiến thắng. Sáng cho mình một miếng bánh mắm mắm rồi lướt thiệt nhanh. Trên đường về cơn mưa thiệt lặng. Kitty nấu xong sớm về nhà ăn cơm. Kitty nấu xong sớm về nhà.